trên like tù của gấu rồi. Chén chỗ gọn nặn nặn luôn nè. Tao đang để em chế tạo lửa cho. Ừ, tao đang ngủ con chày làm chí. Hè. Đâu, chị nhìn sang cam em mới đúng á. Không, ừ rồi. Nếu mà tao đang ngủ con chày đi. Hắn còn hai hắn, hắn bên đội lóc của luôn á. Sao, nếu mà tao thấy hắn ở đấy nè. Để vô trong đi được. Ừ, nó có. Nên chết. Ê, tự nhiên tao thấy cái đèn đèn tao sơ của tao chày. Ai ngờ chị cái này. Anh ngờ chữ có tưởng cái gì anh không ngờ. Tao tưởng tao nói là ê Hiếu ơi gấu vậy nè đây nè đập đấy nè ê cái hàng này cũng tụt đây hè rồi tao còn 20 gô luôn chịu nè hàng này tụt đây con gấu chắc cay lắm còn có hai nha nhưng mà nha bên nữ xấu của anh muốn bao nhiêu không để được đi chịu nè. Đây này có một con thằng bí mật. Ê, nàng gấu quân làm được cái gì nàng nữa. Thằng làm hay là bọn nữ lao cho cái cánh nữa. Thằng được người đấy nhỉ. Ừ. Thì nhìn nó đang ở trong đấy. Để. Nó hình như là con gái. Tôi thì bạn nói ê, chị ơi, tôi nhìn có gấu thế. Thế là hai con bên chày mày chưa bị cắm. Ừ, em còn chưa bị cắm à. Tao không được nè. Nó chỉ lùa chị thôi, nó không lùa em. Đừng. Chứ lúc nãy tại vì em đang đi ở trong đây này. Em cứ tưởng em đang đi ở trong đây. Em cứ tưởng chưa hết. Vậy là em mình đi nào lên đây. À? Mình nào thấy em à? Đi qua bên đây. Anh còn chị bảo. Như em đi qua bên đây này. Chị bảo là gấu cơ. Rồi em nhảy xuống em đi theo chị. Vậy là em thấy con gấu đang đùa chị. Đấy là căn phòng của tao nha. Mi đi tiệm thực phẩm mà là. Ờ. Và khi này mi vô phạm phạm. Tao đi làm ở đấy, tao thích làm ở đấy. Cái con gấu khi này bực á. Ê, cái hàng nữa xấu nè. Cẩn thận á, cẩn thận. Cái hàng đầu tiên á, cái hàng đầu tiên xấu nè. Chưa về. Ừ, nó xấu. Mi dưỡng, mi dưỡng giờ nào mi có thể gì không? Xuống dưới đây có mấy con sói với mấy con sư tử với mấy con báo đen thôi. Bù. Cơ mình có bị khẩm á. Hả? Bù. Cơ mình đang bơi lòng này nè. Ôi trời khẩm thế. Tự nhiên con gậu. Tự nhiên tao đây. Ê tao tự nhiên tao thấy cái cháy đèn đèn như cái bị cửa đồ múa vô thẳng tao. Thôi. Ê chị với em làm một căn phòng chung đi. Ok. Tại mình đại mệt của anh. Chứ nãy giờ em mệt muốn chết. Ừ, tay đỏ như chị đập cùng với em đi. Ừ, đôi thống tí nữa làm cái xẻm đau cho nhắn thầy. Chịu ạ. Khoan, để xem lấy cái quay của bạn mình làm sao. Mi vô mà mi không thấy cái địch của cái dậu à. À, có. Ê, vã cúc, đào quay hơi nhanh. Hả? Đào quay hơi nhanh. Tao dậu, tao tưởng đào không nhanh. Mà tao nghĩ đến cái con gấu ăn bừa tao tưởng là con gấu ăn bừa đi đó chứ tao đứng trên ngoài rồi nhưng mà tao nhìn bên cam đi hận là bừa tao giờ tao chạy được hàng bên nữa là chắc là hàng quận thật đó con đấy là hàng chủ vũ trụ chắc hắn đây không phải hàng của hắn tại vì hắn có nhiều cánh. Em mấy cái hàng con có một con gậu với có một con gậu. Chị biết sao em lại đào nhanh hơn chị không? Ừ ha. Chứ lấy cái anh như mình lấy cái gần nữa. Em lấy cái que em bỏ thế đào cá mãi vô trong đây còn chị. Cái khi nào tao đập phải rồi. Tự nhiên như tao mãi tao kêu như vậy. Ê, tao tưởng ở dưới nữa có khi cái hàng nó xấu. Mua cái miếng, mua kiểu dưới miếng. Quê quê, đừng đào sâu bằng em nhá. Tao nói. Chạy tao lừa đi, chạy tao lừa đi. Chạy tao lừa đi. Đi nổi dáng cái kệ khi nào. Đi ra mất. Đi ra để tao coi mất. Wow, oh my god. Hình như là cái hàng lúc nãy. Để gói rồi nhá.
là lửa bên kia đi. Ơ, đúng rồi này. Khi này tao thấy lạ. Thế có một nửa là hành động của mình đi. Một nửa là hành động của mình đi. Tại sao mình đi? Ê, đưa Mi tiện đau lửa cho tao đi. Mi đau tí xấu nữa. Ê, gân này. Chèn đồng lý gân này. Chứ em làm gì biết đưa, đưa, đưa lửa cho tao mà. Đưa lửa cho tao mà. Từ mau lên, cứ đưa cho tao ra đi. Đưa tính này. Thôi rồi, đây là hành động của mình đi. Xấu thế à? Đấy nha. Đấy thì đâu làm, mình làm được lắm. Ừ. Rồi làm đi. Mai trả ra cho mình. Đừng cần. Đừng cậu cậu cũng đưa nữa. Ủa? Cậu cậu ở dưới lại thôi. Thôi, apply đi. Thôi, cứ trở thêm nữa thôi. Cái này chưa? Chưa. Cái hàng kia này đúng không? Ừ. Ủa. Cái này nó đầy lắm nha. Tao đang ngồi xuống đó. Tao đang ngồi xuống được cái tổ chí hiệu. Có con gỗ đó à? Hả? Có con gỗ. Ê, cái hàng gì tối này? Chị xịt đóng lại đi. Anh hủ bí mi ờ tai nắng mi lại đau xấu nữa. Điệt này ngay nữa. Cái mình gì nữa. Đúng rồi. Quê, lửa đây con tắt. Mi cố gắng làm thử cái được đấy. Quê, quê. Ê, mi đau xấu quá vậy nha. Con đến đi hàng đằng mi nữa nè. Mi em là mi bí. Mày tao phạm hiện trước. Đâu? Mà không, à, kế. Lúc em phát hiện trước mà. Ừ, như là ạc hiện trước nha. Cái phần đó là tàu, tàu kia. Tàu, mày tao đặt đây lắm để có thể có gì á. Chứ không đi sửa hàng chạy chỉ cắt nữa. Để đập này, đập này có, đập này có mà. Ê, tao mình chuyện gì mà có thể có gì á. Mi, chị cũng sợ hả? Có sợ chứ. Nếu mà tao kể tao... Khoan, khoan, đừng đập em! Đừng! Một cái hố! Được chưa? Chưa. Rồi, ok. Cái hàng kia nào thôi đó? Ừ? Dạ chưa. Chắc! Ừ, ừ, đừng cần. Ê, đau! Em đau nhắn vài hả? Tao không ngờ là cái hàng nữa dài điện thoại. Chị biết ai đào cho chị đâu? Có rồi. Ai? Mí. Mí. Chứ có ai ngoài đấy? Hả? Chị ừ. Từ nhiên mình nói với tao, chị đừng có đau quá nghe nhẹ. Tao kêu ủa chị được. Tao biết ai nó có gì hàng. Tao tưởng là cái hàng nó ngon lắm chứ. Không ngon chị mà. Ai nhìn nó ngon thật mà. Nó xấu. Xấu nhưng mà tao muốn dùng thì nó có thực có trí. Nhưng mà tao sẽ chết. Hiểu không? Hiểu. Tại vì con gấu đang ở dưới đấy mà. Ừ. Đây có hồ bơi còn vui hơn nè. Đúng rồi, chết hết rồi. Cái phòng của mình rồi. Ơ mày đào trong cái phòng của mình à? Ở cái phòng của mình nửa đêm với cả ní. Để lấy phòng mí, để... để phòng mí. Không ai là ở ngoài hay ở... Để tao xuống thử có nha. Đừng! Chết đấy, nó sâu. Sâu hoài đi xuống với tao đi. Tao xuống cho tao có lạ mà. Nha. Để em xuống cùng với chị. Đừng. Đó đó, tao ra đó, đi lên đi. Để em đặt lửa. Để đặt lửa đi.
chị ra liền đi. Mau lên. Để tao coi gọi gì vậy. Để tao cũng giết cái gậu nữa luôn. Rồi. Được chưa? Được rồi. Rồi mì đặt ở sau 6 tỷ nhá. Sau 6 tỷ. Đi xuống dưới này đi. Rồi. Đặt sau 6 tỷ nhá. Ở dưới đây có gì nhờ? Ừ. Con gọi gia trưởng. Gia trưởng. Rồi ok. Ơ chị ơi, con gì ạ? Ok. Nhìn em là da gì? À da. Tôi đi tìm hắn đi. Hắn bên núi bên kia cơ. Núi ít núi. À rồi. Ê bên kia. Bên này tao thấy núi rồi, cứ đi chết cây ra đi. Khoan, chị đập cây nhá, em đi đập cát của tí nữa. Nửa núi sàn. Ừ. Tao cả làm gì rồi? Để núi sang cái hồn cái cào cào bên kia cơ, cái cào bên kia cơ. Xem ở bên đấy có gì. Ừ, rồi tìm thử hắn. Ừ. Sao mình đỡ tìm cái hàng một gần một cái hàng đi đâu đâu em ăn lụi cáo à. Ô mình đang ở đây rồi à, tao chạy mình thôi đấy. Bây giờ tao đang đụng trên cái nhỉ. Ừ, tôi nghe lại đặt cù của tao nha, tao lại lấy ra đó. Nhô nhô nhô. Ủa sao như thế nào? Mình hơn trước. Con đó lại cái cậy quế đập vô. Ê, chứa mà tao không cần ngủ là tao sượng cực kỳ đâu. Mà còn được có điện thoại nữa chứ. Nhi. Ừ, vô chung điện thoại của ba. Mà mượt nữa. Ừ. Tao sượng Lego nè, không có gì cũng đi kiểu. Chưa chọc được nên phải cố gắng để cho nó chọc nó cho nó sự được. Cái quế đập nhanh hơn đã rồi. Quế đập nhanh con cầm cát cát cũng đập nhanh. Bơi là cô đập gỗ ra không được đi. Ngồi đó. Mình đừng ngập cụ của thằng nhé. Thôi mẹ. Mi lửa một công nữa rồi. Đâu? Tại nhiều cực quá là mình nhìn vào thử tao lửa. Ừ, từng mùa nè. Từng mùa đấy. Để con nhiều tao nhìn mình cảm mình nè. Nhanh 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 nhanh. Mà gặp con gọi nhiều tay tại khỏi luôn này. Chị nhìn sang lại bên học bên cao khác đi. Con mấy ở mình kia có hai con toàn lộc. Mình kia gần được 20 cục cố đây. Lấy một cục nữa. Rồi 20. Mình mới được tặng cục cố đây nào. Mút điện. Mút. Tại lúc nãy vừa thổi vù vù xong. Ừ. Tao mới nhớ nghe tao là nhớ cái gì kìa nữa.
mới được 12 củ cố thôi. Ừ, tao 2 bộ. Mình nhìn bên tao coi thử mơ. Ừ, chị nhìn bên em xem. Đâu? Đâu? Nhìn mày đi chơi đằng chơi mía rồi. Chơi tất cả cái cây mía. Ừ, anh nhìn cả xong rồi. Chặt cúng đi. Trước khi trời bị mưa. Chơi tàn mưa chứ. Ờ đúng rồi. Thì đưa cái thằng cậu đó. Ờ đừng. Thôi thật đi. Có chỗ bên tao luôn mọi người. Giúp bên tao với. Chưa nên ở bên em luôn á. Ừ. Chạy ra ngoài sa mạc. Chú con. Mày đừng ngồi, anh ta bận gì không sao. Wow, có tao rồi. Đi ra ngoài sa mạc. Từ đâu lửa một ít nữa nè, đẹp lửa. À, có hai cục trứng rồi. Mẹ, mày đừng lên đưa tao cho tao nó cảnh. Mẹ. Đi nào. Tôi để đâm tao hai cái cảnh này ra. Tao phải chiến chi chứ. Anh đi ở đâu? Ra ngoài sa mạc. Ở đâu? Ra ngoài sa mạc. Đây. Ở đây. It may be good, I'm gonna do that! Đi! Hết mưa rồi. Thôi xong. Ở ngoài kia đang còn mưa không mà. Ờ. Tao tưởng là... Bên đó có cỏ không rồi? Không cỏ thế. Trên đỉnh trên kia cơ. Dựa đi xá cũ quá à. Ờ cũng đúng. Đó nụ cười sống quá à. Tao quay về đi lên đỉnh núi xem. Thôi có đi lên đến đỉnh đỉnh núi đó. Mình đang ở gần đỉnh núi đó. Để mình quay về. Mình đang ở đâu đó? Ở trên cái đỉnh á. Ué, ở trên đó có. Ê, ở trên kia có hang. Được. Ồ, đụng đuôi hơi xa nhé. Đi lại lên xa, trên xa, đấy xa. Hơi bị xa. Ồ, cứ đi lên trên đấy. Làm gì cũng phải chịu. Chịu đấy thôi. Kìa. Đừng. Cạn thịt thế. Đi bắt sáng đi. Bắt sáng đi. Đi có cả. Theo hồi đó. Đi bắt sáng. Cả nhà. Cứ đi. Đi đi. Lên nhanh. Không có ăn tiền nó cắn. Đi đi. Đi đi đi. Bên kia bên kia. Bên thôi, kia. Sắp tụi rồi. Nhanh 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 nhanh. Thôi. Khỏi làm đi. Đi con kiếm đi điện thoại luôn. Wow, thôi xong rồi đỡ luôn đi. Xong rồi đỡ luôn đi. Sờ cái mẹ đi. Ê, chưa lập lại nha mọi người. Để tao lên lập lại. Nha. À, tao bị đẹp rồi. Chúng tao. Chúng tao rồi. À, tại mình nào chúng tao. Mẹ em nên đào cho chị nào. Tao không đi nữa, tao đi chỗ khác, tao nào chỗ đi nữa. Ơ... tao về đi. Thôi để em quay lại. Tao không có cả nữa. Không cần đi nữa con à. Tao không
thử đi. Đi đâu đi mà đi. Ăn thịt mình mất. Ở dưới anh điện đôi không cần nữa.
Để xin chỗ kia có khách sạn rồi chúng con còn vậy thôi chứ để... có một đèn tao gần kia cay thế nhở mày à mày nhớ đấy tôi xin không đổ má mày con kia mày đứng ở lúc nào mày đập ai nhìn tao chạy mày thôi tôi bỏ ra đúng mà tôi